tôi rất thích khóc. Lại qua dây sát chưa? Đây đánh nó rõ lắm. Thôi chơi tụi mình ra hai đứa. Đứa đứng ở phía của cậu. Cậu cần nhìn con là con nhắn tin nhỉ? Không đến ngoài em nha. Không đến ngoài em nha. Chị thôi bấm tắt cái hồ sơ của ngoài. Bồ Tát Diệu Đăng Vương Thân Phật Tân Tâm Linh Tôn phát chưa? Chưa, ta đưa. Không không, bó tay, tôi đâu biết mà phát mấy bó ở đâu. Trang nó mới ra vô được đâu. Kêu Ngọc ấy, Ngọc nãy giờ ở đây này. Yeah.
quân tâm 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 tới lòng lạc mê nguyện phổ tu nguyện thầy quân tâm bạch thầy tao thì trò nhà nam lâu đầu hoàng là thiếu đến cùng học sinh phúc phúc tâm tự an tiêu đồ trò sáng lâm chung đi nhập văn đồ Dạ chính vậy. Anh hai ra, anh hai ra. Không, cái cỡ khối cỡ đi. Cái cỡ bỏ đi chỗ đâu mấy ông từng từng người nhà đi. Khối cỡ đi. Cỡ vô bỏ đi chơi đi. Thương xót gian trời trong mây, thương người
người sống biết cho đây là tân gặp thú nghiệp cây danh lành hoàng lời ca với vô hình nàng trong đứa ngục tội gần vương mang từ tâm như ngăn đen ngàn nhiều dàng xoay thấu mỗi đường trầm lớn ở đâu có chân hữu tình thì đâu ai có từ tâm hướng về như tà la mát rồng che chúng sắc vô lượng tâm từ vô biến tâm từ như suối điện khuyên thân bảo mặt sông môi miệng ăn thôi tâm từ làm gốc vung bồi cho người cao thượng cho đời thấy ngó thấy người ngộ nạn có ba lòng mình đau xót như là khổ nhung mờ ấy người hạnh phúc thành công lâu mình vui sướng như cùng vui theo thấy người làm lỗi nhiều lòng mình tha thứ mất điều càng hơn từ từ tâm ma sống vẹn tròn thương yêu bên đàn sắc sớm từ lòng cho dù không ước không mong ước lành từ đất nhớ công đức thành một là khổ được vào trong lòng mình tốt như thánh cao nguồn ngang là trái cửa đập bao la ba là từ ấy là xa là cho ta ứng nhân hòa đồng theo ái cùng tay mất điều đến lòng người vô ngờ nếu tâm từ làm cho đời các cương thuần thành vừa luôn công giao trong đại bi được những vô ngã vô vi cũng được giải thoát phước tinh thần lần kéo kéo tu làm cho kiến sự bị bao yếu gần trong cuộc nhau về tham sân làm cuộc bao vui trong này ai là chỗ đứng càng ngày càng cao nhiêu người chung chung sức với nhau công phu tư chung góp phần điểm tô đạo hoàng cao quý bày vô cùng vì lợi ích chung cơ thế gần hôm nay con mơ góp phần nguyện xin tất cả xa gần hương chung mờ mỗi người ông đạo tớ tâm tên và con pháp ra công tiếp bài cầu xin gia pháp hành khai đưa thường tỏ sáng lại hay chốt lành nguyện cho đạo đức thành nành cả đời đông đô đôi thành tay phước chúng tơ kiện tiền sơn tăng đức di đà vô hạn là sanh 48 nguyện viên thành hiện ra tương công xếp thân tiền vờ em danh tương môn nhập dân quán tự tại ký tám thiền vô ngài định trăng thăm vào trí lờ mờ thông xuôi tay ném mất cũng không có gì luôn ta ca ngọc chi khổ anh trăng tất ta hiện gần dành ra sức không chung ở một nhà không ma chạy ra sức khác nào ra không ngờ cùng gia đình và một lời A Di Đà Phật cũng là một phần kinh giới.
Yêu Hương quay cái và clip chưa quay sao cái máy dung lượng nó thiếu quá. Yêu Hương hầu lúc có 2:11 mấy không nghĩ hết đâu. Nếu mà không có là vô tôi đi ăn dỗ với trở. Hết được rồi anh em à. Người ta hỏi cái gì đó. Đây là quay mấy nhà, quay mấy chàng cháu đây. Cảnh gì chuyên mình là đến cùng ông chú Nam nha, để làm chú Nam cũng là kinh điển, năm biển hay cộng đồng mạng mà nhìn xem thấy mà ở xa xôi có giờ cúng biếu cùng dân chú và chia buồn cùng gia đình thì một lời thật tình là mời thật tình luôn và rất là cảm ơn nha anh em mà ở xa, con cháu ở xa không biết được hay là không nghe đến thì ba hôm đến đây cùng để cùng một bữa cơm để tình nghĩa chia buồn cùng gia đình ông chú nha, gia đình cộng đồng mạng. Rất nhanh để về gọi tên và trở lại là một kiếp lai sinh để cho cũng không có những cái gì mà ở
anh em xem qua rồi không có những cái gì gọi là đỡ mà lấy cái lãi hay là lấy cái phần gì, mà anh em có một lời cầu nguyện, anh em có xem đi qua cái live này thì cùng cầu nguyện cho chú chiêu sót nhẹ nhàng thật con kiếm vừa hương ở lại làm anh cái tình thương mến thương của gia đình được là ổn định. Đó, vậy là một lời đây số điện thoại này 0905519518 anh em nhớ số đây à, tại An Nhiên Hòa rồi ok. Khen rồi nè, ai đỡ nữa mà tránh hỏi. Chị dâu cũng qua bó mà. Ừ. Bó cũng qua rồi. Hết thay ông bà rồi. Dương ngoài kia đợi đem đi đốt chưa? Má rai.
về ba bên cái bàn ạ. Về ba thanh đá đi, ông thanh đá nhanh lắm, ông thanh đá giờ đâu có còn gì, cho nên đừng có đóng. Để ra tối nay nằm mình cho mấy đâu có còn nữa gia đình nữa đâu. Đem một lời cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật cho chú được siêu thoát nha em. Tội nghiệp giờ đây là thấu đây đâu còn nữa. Từ từ cái nhà mình nhanh, từ từ đi, từ từ đi, từ từ đi, từ từ từ. Thôi, những việc đêm nay còn nằm ở một mình, đêm nay một mình nằm ở là kho đây anh em. À. Ừ, sau lần cuối, anh em mà đêm nay. Tình thương mến thương cuối cùng đi trở lại đây anh em thấy chưa, đi trước chưa ấy, lắng đi trước cho đâu đâu từ nhà đến trước con thi đấy ở đây thì đi đâu á thi đâu. Bấm quay luôn khỏi tách. À đây tự nhiên tự nó mới tách chứ anh là anh không tách. Đâu đâu. Đây nè, đó giờ là hết rồi, giờ có rồi, giờ có rồi. Đó. Bấm đơn. Ừ, đó. Rồi nhỉ. Ai muốn ăn vậy? Cũng rồi rồi. Ở đông quá, chuyến con cháu. Cùng lên chiếc xe này anh em, nên là một lời cầu nguyện là Nam Mô A Di Đà Phật, là tất cả những gì là chưa có cho ông chú những cái gì đâu. Chơi 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 đi. Bây giờ lại xe. Đi đâu? Đi ông ca ông lên mộ không? Đấy. Ý là chú có lên mộ không? Đấy. À lên đó, đi.
trời mưa không biết này. Trời nó mưa quá, chắc nó mưa quá. Trời nó mưa chứ. Có xe dưới lên chú ấy đi hỗ trợ. Quay ra thằng thằng con út con này quay cái chân con út anh. Chồng chú được gì là xa vương tất cả những gì đâu chạy lên đi chạy chút lên chạy chạy lên đi chạy chút lên chạy chút lên chưa gì đâu anh chú bác bác à đúng lúc bây giờ cứ còn con chưa có chui ra hết cái nỗi buồn em chú Nam Miễn à đây đoàn xe rồi, rồi bến đó cuối rồi cuối cùng là cũng là xa xảo và chạy là cũng lên là kho chứ đâu cuộc đời ai nó cũng là buông qua nó không qua thời gian này đó gọi là người ta nói là quán trần gian quán trọ anh em biết không nên rồi cuối cùng cuộc đời rồi nó sẽ giờ cắt bụi anh em à. Nên anh em có cái tranh giành cỡ nào nên anh em sống với nhau là hòa thuận nè, yêu mến nè, yêu đương phải cứ, yêu đương mà không cứ cũng được nha anh em. À, anh em hãy nghe những cái tiếng A-di-đà-phật. Đây là không phải là như là Đức Minh Tợ là khác. Đây là người chết nhưng mà thầy chứ không phải Đức Minh Tợ nha anh em, nói Đức Minh Tợ này. Hả? À, rồi, năm nữa à? À đây đoàn xe lăn bánh từ từ à. Rồi đêm nay chỉ em một mình ở tại Lò Kho đây anh em Nam Miễn quay cái để nó la chim được long thường
ngay chợ chợ Bến Lầu, em quay ngay chợ Bến Lầu, thẳng ngay chợ đây, đứng lại ngay đây, ngay đây, đó ngay đây, đó đứng đây. Đây là gọi là chợ Bến Lầu anh em à, nhưng mà ra đi ta đây là gọi là đó, là gọi là chợ Bến Lầu anh em. À ok à. Nghèo lắm, chờ xe sang nó quá anh à, tôi quay nè cho anh thấy video. Đúng rồi, tôi quay là rất chính xác. Rồi. Bên lợi này. Ok. Ta đã cho người sao cũng đời đời nó buông quá giá nước mà trời ơi cũng có chứ có đó anh em. Những cái lời cầu nguyện cho chú được siêu thoát đi việc ở trên cho đây là gọi là chợ Bến Lầu anh em. Vậy mình đi. Đây là cầu Bến Lầu này nè. Những cái đoạn này mình nhớ. Lên đi kia, lên đi kia, lên đi kia. À, cái lên cái dốc đây, cái lên này.
tới về số là bỏ ra. Mà tới đi quen trên hết gì nữa các anh? Dạ, quen hết đi, quen quen cô, quen hết đi. Ở gì nữa? Rồi mình lại chấm xuống đi. Mày mốt mà chết không có quay á? Đúng mày mốt mày chết rồi không tao quay. Rồi anh em, cuối cùng mà rồi. Tụi nó chưa luôn mà chút mà chút. Để bên kia không? Quay dừng cho thằng con ở chứ, tao là cái, tao đang muốn quay hả? À, anh em cuối cùng là cuộc đời rồi. Đấy. Cuộc đời rồi cuối cùng cũng bấy nhiêu rồi mấy anh em. Đó. Cuộc đời nó cũng bấy nhiêu vậy thôi. Cuộc đời nó cũng bấy nhiêu vậy thôi. Ôi đi xe lâu lâu đi về 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 sớm về sớm về sớm lắm nó mệt. Cái xả cái tạc qua bên hông thì thuốc ít cho nó khô. Ra điêu. Cái xả chút qua bên đây đi. Dài dài chút. Đó. Chút đi là nó cứng. Là cứng hai bên là nó điêu rồi vậy đâu. Rồi cuối cùng cũng bao nhiêu đây thôi, buông trái rồi cũng kim tay cũng trở về các bộ anh em ơi. Em sống trên trần gian sao đoàn kết, đại đoàn kết với nhau, thương đùm bọc với nhau là anh em à. Giờ đỡ lại vợ đỡ lại con mới đi giờ đây tối nay là mình cho mấy đâu còn đâu anh con ở chiến tất cả gì đấy rồi anh em cũng một lời cầu nguyện chưa rót cho ông chú xuống với anh bỏ đi cuối cùng đi gian khổ này là tất cả những cuối cùng nó cũng rồi cái chồng ông này mấy bữa còn mới vậy ta dùng mới lắm ông ừ. Ấy không hả tôi liên hệ qua tôi chồng ấy còn mới dữ không nếu mà anh cần thì liên hệ qua tôi ta có đâu còn mày ờ mày chưa có nhận ở đây đi ông này mới có hai liên hội đâu chứ nè mày chứ sao em thấy không cuối cùng cũng đâu có mang xe được chính cái trọng bản thân nằm mới nằm cả hai đêm mà cũng đỡ lại cho trần gian chứ ông đâu có mang xe được cuộc đời nó cũng buông giấy rồi trần gian là quán trọ nè nơi này là lưu vĩnh
À, ba cái. Tình thương. À. Rất đầy đủ lắm. Đây để giờ cho thằng con út con nên nó xem. Quay quá rõ ràng luôn. Lai xin tôi mà lên tới cái đoạn đây là cắt liền. Ta lạ gì vậy ta? À, của nó đây là của nó này. Ok, đủ cái đây lai gà. Siêu sao? Đẹp ạ. Còn cận chứ, còn cận là không à. Hai cha con cắt rau đẩy đi món ngày nào đi tung tăng trên đường à, trên đường bê tông nha mấy. À, vào bây đã vào vô cho đó là những cái gì vậy à. Bây giờ một người nằm xuống biết bao nhiêu người thương tiếc anh em không à, những cái lời cầu nguyện siêu thoát trong chú được cái việc gọi tên cho ông nhẹ nhàng nhanh chừng nào tốt chừng nãy chuyện đấy là gia đình là thật là rất cảm ơn và cảm ơn nha. Còn những cái gì mà trong khi tan gia bố rối có những cái gì cũng là thông cảm bỏ qua. À, coi phim này là anh em. Ca những cái gì đấy là đó, đến đây cũng đâu có làm cái gì nhưng mà đến đây chia buồn cùng gia đình thôi chứ. Người ta họ nói rằng là trâu chết để da làm gì để là bịt chống người chết nè. Trâu chết để da người chết tiếng là cái tiếng tâm tình thương mến thương của quê hương là chia buồn. À, tất cả mọi người đều là chia buồn hết. À, nên mà một cái lời nên cộng đồng mạng có xem cái like này thì... Rải bái xong rồi mới về cho mày. Riêng các ông bạn tôi này mai mốt chết tôi không bao giờ tôi livestream nha anh em, ông Dương. Tôi chỉ live đi như cung như tôi live thôi còn à. Cuộc đời chưa biết ai chết trước nha ông Dương. À. Nên cười. Đây. Tôi like á là người ta họ nói là trâu chết để da, người chết để tiếng, trâu con da để làm trống, người chết để tiếng tình thương mến thương của quê hương hàng ngàn người. Mà ông bạn tôi biết tôi đừng có like sim là sao được. Ông bạn tôi sao ngang ngược dữ vậy không biết nữa. À, tình thương ai là người giúp chuyện ai đó. Thấy không? Oh.
Bên quan từ thiện đã sanh phù mẫu tùng thơ nhập thánh siêu phàm lì có quan công từ tử tượng của mong giải thoát phương tiện ngu si bất thiện nhân của tướng tân tu la xá tạo thân tâm địa ngục xuất vi cố thân cụ thanh tự phạm vinh miễn nhúc quỷ toàn hồn chi lên bản sanh ơi nhắc ngọ nhân bất ký bụi hoạt nhập cờ con thọ thần thơ thất thập nhất thơ tứ hồng giáp tiền niên tháng bảy ngày âm mai sanh đoạn có an nhất vị toàn hồn được quản tay thiên theo bờ tô đức ký vô mộ địa nghĩa trang lò khó tính tiếng quân huyền phu thân cụ lai đáo gia đường bốn lại tơ sanh tơ rồi tất cả sắp nghe vô má đi chú bà chú đốt tìm giấy để ai cũng bình đá vào chết tích luôn em người thọ đi đỡ lại rồi xong giờ đi hết con rồi về vợ rồi về hết rồi ơn mình nằm đây rồi sao mà ok đầy đủ hết trong này rồi giờ là tiếp là chú đâu lại bưng cái băng lên tủ qua nhà cái đó băng lên đúng rồi tục đây cắm tục cái đây đó đây đốt là gì đó đốt hết rồi bao bao bên đây luôn. Đó, okay. Bấm quay luôn coi tách. À, đây tự nhiên tự nó mới tách chứ anh không tách. Được. Đây nè, đó giờ là hết rồi, giờ có rồi.